Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề minh họa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn vật lý của Bộ Giáo dục. Thầy lưu ý là khi theo dõi video này, các em nên chuẩn bị đề thi của Bộ. Như thế giúp các em theo dõi một cách dễ dàng hơn. Bởi vì nội dung của câu hỏi thì thầy chỉ ghi tóm tắt ở trên bảng. Ta đi vào câu thứ nhất. Một chất điểm dao động điều hòa theo cái phương trình là ly x thì bằng 4 nhân với cos của omega t, trong đó x tính bằng cm. Phải chất điểm giao động với liên độ bằng bao nhiêu? Liên độ 8 cm. B, liên độ là 4 cm. C, liên độ của nó là 2 cm. Và D, biên độ của nó là 1 cm. Đây là câu hỏi rất dễ. Các em nhớ là với vật dao động điều hòa thì ly độ được tính bằng công thức x bằng a nhân với cos của omega t, hoặc cũng có thể tính bằng a nhân với sin của omega t. Trong đó a ta gọi là biên độ, omega là vận tốc góc, t là thời gian của chuyển động và phi là tham ban đầu. Với phương trình này thì a đúng bằng 4 cm, ta chọn đáp án B. Ta sang câu hỏi số 2. Một con lắc vào so có độ cứng k, và có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang câu hỏi là vậy chu kỳ dao động của con lắc ta đã biết là đối với con lắc lò xo có độ cứng của lò xo là k và có khối lượng m thì vận vuông góc omega bằng k bậc 2 của k sin m. Còn chu kỳ dao động t thì tính bằng 2 pi trên omega. Nếu vậy ta sẽ được t bằng 2 pi, chỗ nào có omega ta thay bằng căn bậc 2 của k sin m, hay viết gọn lại được bằng 2 pi căn bậc 2 của m trên k. Vậy cho các đáp án của đầu bài là a, t là 2 pi trên căn bậc 2 của k trên m, và đáp án b là 2 pi căn bậc 2 của m trên k. C là 2 pi căn bậc 2 của k trên m, và D là 1 trên 2 pi căn bậc 2 của k trên m. Chúng ta chọn đáp án B là phương án đúng. Ta sang câu hỏi số 3. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là có các đại lượng
giảm theo thời gian là A, đó là biên độ và năng lượng. B là ly độ và tốc độ. Và C là biên độ và tốc độ. D biên độ và gia tốc. Với câu hỏi này thì ta dễ dàng cho đáp án A. Đối với vật do tốc dần thì cái biên độ của nó sẽ giảm dần, mà ta nhớ là năng lượng dao động của vật thì cũng bằng thế năng lượng tạo của nó. Ví dụ đối với con tắc còn so ở tính bằng 1/2 k a b, nếu như a giảm dần, k là cực tính của nó so không có gì thay đổi, thì hiển nhiên khi đó cơ năng của con tắc sẽ giảm dần. Còn ly độ và tốc độ, ta nhớ là ly độ tức là x trong cái phương trình dao động và tốc độ là v, thì nó luôn thay đổi theo thời gian nên không có chuyện nó giảm dần hay là tăng dần. Tương tự như vậy thì ở phương án C, tốc độ là để thay đổi theo thời gian, và ở phương án D thì gia tốc càng nhớ cũng là để thay đổi theo thời gian. Nhân đây thì cũng nhắc lại là đối với dao động điều hòa thì ly độ được tính bằng A nhân với cos của omega t hoặc phi, trong đó A, omega và phi là các hàm số. Phương trình này thể hiện mối quan hệ giữa ly độ x phụ thuộc vào thời gian t, vậy là ly độ thay đổi, x xin lỗi t thay đổi thì ly độ cũng thay đổi, và vận tốc v thì được tính bằng x phải và trừ a omega sin của omega t phi. Gia tốc a thì bằng x hai phải, tức là bằng trừ a omega bình cos của omega t phi. Rõ ràng là x, v và a đều là các cái đại lượng thay đổi theo thời gian, nên trong gia tốc tắt dần thì chỉ có biên độ và kéo theo là tăng lượng giảm dần theo thời gian. Ta chọn phương án A. Ta sang câu hỏi tiếp theo, câu số 4. Dao động của con lắc đồng hồ là A. Người ta cho rằng đó là dao động điện từ. B, đó là cái dao động tắt dần. C, đó là dao động tốc độ. Và D, đó là dao động duy trì. Ta cần phải chọn đáp án đúng. Ý A, đó là dao động điện tử, không phải. Thực chất con lắc đồng hồ là dao động cơ chứ không phải dao động điện tử. Một số em thấy là các cái đồng hồ điện, tức là người ta dùng điện để cho đồng hồ nó chạy, thì nghĩ rằng là nó là dao động điện tử, không phải. Người ta
nắp pin hay là bấm điện vào để cho cái đồng hồ nó chạy chẳng qua, đấy là cái động tác cung cấp năng lượng. Còn bản chất cái dao động của con lắp đồng hồ là dao động cơ chứ không phải là dao động điện tử. Ý mê đó là dao động tắt dần, nó đúng một phần. Thực tế là khi đồng hồ dao động thì do ảnh hưởng của môi trường, tức là sức cản của không khí cũng như là ma sát, thì cái dao động đó bị giảm dần về biên độ. Nhưng để khắc phục cái tình trạng giảm dần biên độ, tức là làm cho cái đồng hồ nó bị, ta thường hay gọi là đồng hồ bị chết đó, thì người ta cần phải cung cấp năng lượng để duy trì cái dao động ấy. Vì vậy đầy đủ hơn cả, ta phải nói rằng dao động của con đồng hồ là cái dao động duy trì. Ta sang tiếp câu hỏi số 5. Một vật nhỏ có khối lượng m bằng 100g thay thế đổi lên bằng 0,1 kg, dao động điều hòa theo phương trình x bằng 10 × 1/6 t, trong đó x được tính bằng cm và t được tính bằng giây. Người ta bảo ta cơ năng của con, xin lỗi, cơ năng của dao động là ta biết là đối với một dao động điều hòa thì cơ năng của nó bằng động năng cực đại hoặc bằng thế năng cực đại. Đầu bài cho ta biết khối lượng của vật này, cho ta biết phương trình di độ của vật, thì từ đây ta có vận tốc thì bằng đạo hàm của bóng đường, thế nên v sẽ bằng x phẩy và bằng -60 nhân với cos của 6t. Khi đó v sẽ tính được bằng cm trên giây, thay đổi sang mét trên giây thì nó sẽ bằng -0,6 nhân với, xin lỗi, đây là sin, đạo hàm của cos thì phải thành sin, -0,6 nhân với sin của 6t mét trên giây. V bằng -0,6 sin 6t mét trên giây có nghĩa là V max bằng 0,6 mét trên giây. Do vậy động năng cực đại của vật V cái đề mắc thì bằng 1/2 m V mắc bình phương hay bằng 1/2 nhân với khối lượng của vật tâm thay bằng 0,1 kg, và vận tốc đạt tâm thay bằng 0,6 bình. Kết quả em được là ấn mê tính con số này ta sẽ được là 0,018 Joule. Thay đổi sang mini joule ta sẽ được 18 mini joule. Ứng với đáp án B ở trong câu hỏi này, ta sang câu số 6. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và lệch pha nhau
có biên độ lần lượt là 8 cm và 15 cm. Thì ví dụ là A1 bằng 8 cm và biên độ A2 bằng 15 cm. Hỏi giao động tổng hợp của hai giao động này có biên độ là bao nhiêu? Đáp án là 23 cm. Đáp án B, giao động tổng hợp có biên độ 7 cm. C, cho rằng nó bằng 11 cm. Và D, cho rằng nó bằng 17 cm. Các em nhớ là hai giao động của cùng phương và cùng tần số. Cùng phương tức là nó có thể gặp nhau được. Thì nên hiểu rằng là hai giao động để mà giao thoa với nhau được thì không nhất thiết là nó phải cùng đường thẳng. Cái nghĩa cùng phương ở đây này có mang một cái ý rằng là nó có thể cùng trên mặt phẳng để có thể gặp nhau được. Cái từ phương này mà một số sách được sử dụng không thực sự chính xác cho lắm. Vì điều kiện để cho hai sóng có thể giao động được, xin lỗi, có thể giao thoa được, đấy là nó phải gặp được nhau. Và gặp được nhau thì nó không nhất thiết là phải nằm trên một đường thẳng mà nó chỉ cần nằm trên một mặt thôi để được rồi. Thì chúng ta các sách, tức là sách giao thoa vẫn còn sử dụng cái từ cùng phương, nó không thực sự chuẩn xác. Thứ hai là cùng tần số. Thì như vậy là hai giao động thỏa mãn hai cái điều kiện này thì nó có thể tập hợp được hay là có thể kết hợp với nhau được, hay ta gọi là có thể giao thoa với nhau được. Khi đó cái giao động thứ nhất theo phương pháp giả đồ vector x1 sẽ được biểu diễn bằng cái vector A1 và một cái vector có độ dài là A1 bằng 8 cm. Giao động thứ hai được biểu diễn bằng vector có độ dài A2 bằng 15 cm. Hai vector này không góc với nhau là vì chúng lệch pha nhau ở góc 0,5π, tức là 90 độ. Thì giao động tổng hợp tương theo quy tắc hình định hành, nếu biên độ của giao động tổng hợp ví là A thì các em dễ dàng có được đây là cái hình chữ nhật. Do vậy theo Pythagore ta sẽ được A bằng căn bậc hai của A của mình cộng với A2 của mình. Thay số em được bằng 8 mình cộng với 15 mình và rút gọn em sẽ được kết quả bằng 17. Vậy ta chọn đáp án D, biên độ tổng hợp là A bằng 17 cm. Ta sang câu số 7. Một con lắc đơn đang giao động điều hòa với biên độ góc alpha 0. Với biên độ góc alpha 0. Biết lực căng dây có giá trị lớn nhất. Lực căng của dây là nghĩa của chữ T. Lực căng dây lớn nhất là nghĩa là T max bằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất, tức là bằng 1,02 lực căng dây T min. Hỏi alpha 0 bằng A 6,6 độ, B 3,3 độ, C 9,6 độ và D là 5,6 độ. Các em nhớ là với con lắc đơn khi ở vị trí thẳng đứng này thì sức căng T của dây sẽ bằng với
trọng lực của nó. Phiên đương nhiên của góc alpha 0, alpha 0 gọi là biên độ góc của dao động, tức là cái góc này cực đại. Quỹ đạo của chuyển động là một cái khung tròn. Trọng lực P không có gì thay đổi. Khi mà biên độ ra sai ấy, tức là alpha không phải góc lớn nhất, thì khi đó sức căng B thì bằng nhất ta có tê min. Khi mà góc alpha bằng không thì ta có tê max. Vậy là ta có tê max đúng bằng P. Còn tê min thì sao? Các em nhớ là lần P nó chuyển động là một cái vector là tiếp tuyến của khung tròn này. Trong khi đó đường này lại là bán kính nên nó vuông góc với nhau. Vậy nếu góc này là alpha 0 thì góc này cũng phải là alpha 0 và góc này cũng là alpha 0. Do vậy ta có T và chia cho P thì đúng bằng cos của alpha 0. T min và chia cho P bằng cos của alpha 0. Nếu vậy, từ cái thông tin là T max bằng 1,02 T min thì từ đây tôi suy ra T max bằng 1,02 T min, tức là 1,02 T min P nhân với cos của alpha 0. Ta thay T max bằng P, P bằng 1,02 nhân với cos của alpha 0. Nhân với P xin lỗi, đây là 1,02 P. Nếu vậy, lúc vòng P ở hai vế, em sẽ được cos của alpha 0 bằng 1 chia cho 1,02. Ấn máy tính thì em sẽ suy được alpha 0 bằng 6,6. Nên ta chọn đáp án A. Ta tiếp tục với câu số 8. Câu 8 là một con mắt lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Theo phương thẳng. Với chu kỳ và biên độ lần lượt là 0,4 và 8 cm. T bằng 0,4 giây và biên độ A bằng 8 cm. Chọn trục x' thẳng đứng chiều hướng, xin lỗi, chiều dương hướng xuống dưới. Góc tọa độ tại vị trí cân bằng và góc tọa gian T bằng 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy ra tốc rơi tự do G 10m trên dây bình và chọn gần đúng pi bình đúng bằng 10. Đồ bài yêu cầu ta thời gian ngắn nhất kể từ khi T bằng 0 đến khi được đàn hồi của lò xo có độ lớn tối thiểu. B nó bằng 7/30 giây và C
nó còn 3/10 giây. D cho rằng nó còn 1/30 giây. Đối với câu đoạn sau ấy, thì khi treo bảng đứng nó lại có cái sự phức tạp như này. Các em tưởng tượng bình thường ta treo một cái lò xo nó có độ giãn hay là không, chỉ cần treo vào đây một phần có khối lượng m thì nó giãn ra một đoạn delta l, rồi cung cấp cho vật một cái năng lượng để nó dao động thì nó chạy xuống cái pin độ ba. Như vậy khoảng ở đây là delta l, ở đây là vị trí cân bằng, ta ký hiệu là O. Từ đây đến đây có biên độ là A lớn. Sau đó là so sẽ bật ngược trở lại lên đến đây. Nếu quy ước chụp kích kích khỏe với chiều thẳng đứng và chiều dương hướng xuống dưới thì ở đây là O, đây là A và đây sẽ là chỉ A. Cái kịch bản thứ hai là so có độ dài tương đương như là không, treo vào trong một vật nó giãn ra một đoạn delta l, rồi tiếp tục cung cấp cho nó một cái năng lượng để nó dao động. Vậy ở đây là vị trí cân bằng, nó chuyển động với biên dao động với biên độ a. Từ đây đến đây là A. Cũng có thể xảy ra kịch bản là A lại nhỏ hơn delta L. Còn trường hợp này là A lớn hơn delta L. Quan sát hai trường hợp này thế. Khi nào so có lực đàn hồi nhỏ nhất là lúc nào so không co cũng không giãn trên cái hành trình mà nó chuyển động, tức là tại vị trí này. Còn trường hợp này là so xuống đến vị trí A được bật ngược lại vị trí trừ A có tọa độ là trừ A, thì khi đó lò xo vẫn là giãn và nó giãn là một đoạn đúng bằng delta L là đoạn này trừ đi A. Vậy lực đàn hồi cực tiểu có độ lớn đúng bằng độ ứng K nhân với độ giãn của nó, lúc này là delta L mà chỉ là. Vậy để có thể tính được Gami và biết được cái vị trí khi nào thì vật, xin lỗi, khi nào thì lò xo có lực đàn hồi nhỏ nhất, ta cần phải phân định rõ hai cái trường hợp này, tức nó thuộc cái loại mà có A lớn hơn delta L hay A nhỏ hơn delta L. Ở đây đầu bài đã cho ta biết thông tin A bằng 8, ta đi tìm delta L. Em có là lực tác động lên vật theo định luật Hooke thì bằng K nhân với delta L. K là độ cứng của lò xo, delta L là độ giãn của lò. Ở đây lực đúng bằng M trên phi ngầm, đó là trọng lực của vật, bằng K nhân với delta L, ta có thể kết quả G cho thêm bằng 10 thì được 10 bằng K chia cho M nhân với delta L hay bằng. Các em biết là đối với con lắc vào so thì omega bằng căn bằng K của K trừ M. Nếu vậy thì 10 sẽ bằng K trên M thì delta L hay cũng bằng omega 10 nhân với delta L. Xong, ta lại có là theo đầu bài thì T bằng 0.1, có nghĩa là mà T bằng 2pi trên omega hay omega bằng 2pi trên T bằng 2pi trên 0.4 thì bằng 5pi. Nếu vậy phương trình trên đây được viết lại thành 10 thì bằng omega bình tức là 5pi bình bằng 200 nhân với pi bình tức là nhân với 10 nhân với delta L. Bây giờ đây em tính được delta L bằng 1/200
tức là bằng 0,04 mét hay bằng 4 cm. A bằng 8 cm, còn delta là 4 cm. Vậy là nó xảy ra cái kịch bản thứ nhất là A lớn hơn delta L. Nếu vậy, cái vị trí mà lò xo có lực đạt hồi nhỏ nhất là cái vị trí mà nó không co không giãn, tức là có lực đạt tự nhiên. Đây là vị trí cân bằng, nó giãn xuống vị trí A và nó bật ngược trở lại vị trí trừ A. A đây tương ứng là 8 và vị trí trừ A đây là 8. Delta L bằng 4, tức là vật sẽ quay trở lại cái vị trí mà có lực đạt hồi cực tiểu ứng với góc tọa độ bằng trừ 4. Các em sử dụng cái mối quan hệ dứt chuyển động tròn đều và dao động điều hòa. Vật đi từ mức góc tọa độ 0 cho đến biên độ cực đại, rồi quay trở lại cái vị trí cân bằng góc tọa độ 0 này, rồi về cái vị trí hướng theo chiều âm đến trừ 4 cm, tức là bằng A trừ 2, thì nó có biên độ, xin lỗi, thì nó có lực đạt hồi nhỏ nhất. Vậy cái chuyển động tròn đều này, em nhớ rằng là hình chiếu của chuyển động tròn đều là dao động điều hòa. Nếu dao động điều hòa chuyển động từ đây ra đây rồi quay ngược trở lại đây, thì vật chuyển động tròn đều sẽ từ đây sang đây về đây, rồi tiếp tục đi một cái quãng đường nữa về đây, sao cho khi chiếu xuống đây thì nó được bằng trừ 4, trong khi đó góc phải cùng này bằng trừ 4. Nếu vậy, đi từ đây đến đây nó được nửa vòng tròn, tức là được cái thời gian là t trên 2. Bây giờ ta cần tính cái thời gian mà vật chuyển động tròn đều chuyển động từ vị trí này đến vị trí này. Kèm đó là nhìn vào trong giác này, nó có cái đoạn này bằng 4 và đoạn này bằng 8. Có nghĩa là sin của góc này thì bằng 4 trên 8 bằng 1 phần 2. Vậy đó là bằng 30, tức là pi trên 6. Đi hết cả vòng tròn, nó hết một thời gian t. Đi góc pi trên 6 thì nó sẽ bằng 1/12 của vòng tròn, tức là hết thời gian là 1/12 chu kỳ. Vậy ta cần cộng thêm 1/12 t. Vậy là ta được 7/12 t là thời gian vận chuyển động tròn đều từ đây sang đây, tức là dao động điều hòa từ đây sang đây để quay ngược trở lại vị trí. Hay t bằng 0,4 7/12 nhân với 0,4 ta sẽ được bằng 7/30 giây. Nên ta chọn đáp án B, có thời gian đó là 7/30 giây. Ta sang câu số 10. Một con bác lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 0,02 kg. Và lò xo có độ cứng K bằng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo lò xo, có hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ. Hệ số ma sát ta ký hiệu một chữ nguy bằng 0,1. Ban đầu
giữ vật ở vị trí lò xo ngắn 10 cm. Ban đầu lò xo bị ngắn 10 cm, đôi cung nhẹ để con mắt dao động thấp dần. Hiển nhiên nếu tâm cung nhẹ do có quan sát thì phần mắt sẽ dao động thấp dần. Lấy ngờ vào 10 mét trên dây mình, hãy tính tốc độ lớn nhất mà vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động. Đáp án A. Vận tốc lớn nhất bằng 40 căn 3 cm trên giây. B. Nó bằng 20 căn 6 cm trên giây. C. Nó bằng 10 căn 30 cm trên giây. Và D. Nó bằng 40 căn 2 cm trên giây. Ta làm như sau. Ta có một cái con mắt lò xo được đặt trên một cái mặt phẳng. Hệ số giữa ma sát giữa vật và mặt phẳng này, mặt phẳng bằng ngang này là có nguy bằng 0.1. Nếu ta ném 10 cm, buông tay ra thì lò xo sẽ dao động nhiều quá. Cần biết là đối với dao động điều hòa thì ở vị trí cân bằng, và cụ thể trong trường hợp này là vị trí lò xo không bị nén, không bị giãn, thì vật có vận tốc lớn nhất ở đó, động năng của vật lớn nhất và thế năng của vật bằng không. Tuy nhiên khi đi từ cái vị trí ban đầu này ra cái vị trí cân bằng này, thì lò xo đã bị tiêu tốn mất một cái năng lượng. Năng lượng đó đúng bằng cái công cả của ma sát. Vì vậy em cần tính cái năng lượng ban đầu của lò xo trừ đi cái công do lực ma sát thì em sẽ được cái động năng lớn nhất tại vị trí cân bằng. Ta có cơ năng ban đầu của lò xo ta ký hiệu là V0 thì bằng 1/2 k a bình, hay bằng 1/2 nhân với 1 nhân với biên độ lúc này bằng 10 cm, tức là 0.1 bình phương. Lực ma sát FMS thì bằng áp lực vuông góc với bề mặt giữa hai vật này đúng bằng trọng lực của vật và bằng m nhân với g nhân với hệ số ma sát nguy. Thay số ta được bằng 0.02 nhân với 10 nhân với 0.1. Như vậy công của lực ma sát sẽ bằng quãng đường nhân với lực, hay bằng 0.02 nhân với 10 nhân 0.1 là lực ma sát nhân với quãng đường là 0.1. Như vậy động năng cực đại của vật khi ra đến vị trí cân bằng này bằng năng lượng ban đầu ta cung cấp cho vật trừ đi công của lực ma sát và bằng 1/2 nhân với 0.1 bình trừ đi 0.02 nhân với 10 nhân với 0.1 nhân với 0.1. Ta lại có động năng cực đại thì bằng 1/2 m nhân với v cực đại, tức là 1/2 nhân với 0.02 nhân với v max bình phương. Ta đã biết về cái v max thì từ đây ta suy ra được
V mắt ấn lên tí nhân được V mắt bằng 40 căn 2 cm trên giây, tức là 0, nếu mà máy tính đúng với cái con số này thì em sẽ được là 0,4 nhân với căn 2 mét trên giây. Đáp án cho ta tính theo cm trên giây thì đổi đơn vị em sẽ được 40 căn 2 cm trên giây, nên ta chọn đáp án D. Ta sang câu tiếp theo, đó là câu số 11. Câu 11 là hãy chọn pháp ngữ đúng khi nói về sóng cơ. Ý A, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Làm nào là cái khoảng gần nhau nhất? Tất nhiên là nó phải nằm trên cái phương truyền sóng mà sao đó cùng pha. Pháp biểu B, sóng cơ chuyển trong chất lỏng luôn là sóng ca. Ý C, sóng cơ chuyển trong chất lỏng luôn là sóng dọc. Sóng cơ chuyển trong chất lỏng luôn là sóng dọc. Ý D, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm cùng phương mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha. Ta thấy là ở đáp án A đó chính là cái định nghĩa về thế nào là bước sóng. Bước sóng là cái khoảng cách gần nhau nhất mà cái pha dao động của chúng là như nhau. Chính xác hơn là cái pha dao động của chúng cách nhau số nguyên lần 2pi. Đó. Chứ không phải là khoảng cách giữa hai điểm chung chung mà dao động cùng pha. Nên ở đây ta dễ nhận thấy là A là đáp án đúng. Còn cái lý do tại sao người ta lại định nghĩa cái bước sóng là như vậy ạ? Thì các bạn theo dõi có thể phân tích kỹ hơn ở trong cái bài giảng về sóng cơ học. Phần ý B, sóng cơ chuyển trong chất lỏng luôn là sóng ca, điều này cũng đúng. Ta biết là khi âm thanh được chuyển trong nước, tức là có sự tồn tại của sóng cơ trong môi trường chất lỏng, nhưng ta biết đó là sóng dọc chứ không phải là sóng ca. Tương tự như vậy thì đáp án C sai. Cuối cùng ta chọn phương án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 12. Hai âm có cùng cao độ là hai âm có cùng à cơ âm
D là hai nhân có mức cường, có cùng mức cường độ âm. C là hai nhân có cùng biên độ. Và D là hai nhân có cùng tần số. Các em nhớ là trong bài giảng về âm thanh thì thầy cũng đã nhắc âm thanh có bốn đặc tính cơ bản. Nếu em nào học nhạc ấy, thì cũng được nghe nói về vấn đề này. Đó là cao độ, tức là độ cao của âm, nó phụ thuộc vào tần số. Tức là cái âm mà nó phát ra thì cái vật phát ra âm nó dao động càng nhanh, tức là số lần nó mắc đi mắc lại càng nhanh thì cái âm đó càng. Ví dụ như cái dây đàn guitar của em, cái dây nào mà dao động càng nhanh, tức là tạo ra âm nhạc có cao độ càng cao hơn. Cái đặc tính thứ hai của dao động là cường độ này, tức là độ to, độ mạnh, nó phụ thuộc vào năng lượng của âm. Tức là ta nói to hay nói nhỏ, nói mạnh hay nói yếu, và nó cũng phụ thuộc vào biên độ của âm. Yếu tố thứ ba của âm thanh, cao độ, cường độ. Yếu tố thứ ba đấy là trường độ, không được đề cập đến đây. Tức là độ dài ngắn của âm thanh. Khi ta thổi nhạc ta thấy là hay học nhạc hay học hát, em thấy là âm thanh ta phát ra nó dài hay nó ngắn thì cái đó là trường độ. Và yếu tố thứ tư đấy là âm sắc. Âm sắc tức là cái đặc thù của âm. Ví dụ có hai cây đàn, một đàn guitar và một đàn piano chơi cùng một bản nhạc y xỉ như nhau, nhưng tai ta vẫn phân biệt được đấy là đàn guitar hay là đàn piano. Hai ca sĩ mỹ tâm và đàn trưởng hát cùng một bài hát với cùng một giai điệu y xỉ như nhau, nhưng ta vẫn phân biệt được đó là giọng hát của đàn trưởng hay là của mỹ tâm, thì cái sự phân biệt đó người ta dựa vào âm sắc. Ta hiểu sơ sơ như vậy. Vậy ở đây hai âm có cùng cao độ thì nó phải có cùng tần số, không thể có cùng cường độ âm, vì cường độ âm quyết định cái mức phụ thuộc vào cái năng lượng chứ không phải là cao độ. Người ta có thể nói rất nhỏ nhưng cũng có thể là rất cao, và có người nói rất to nhưng âm có thể rất trầm, tức là cao độ có thể rất thấp. Còn mức cường độ âm thì trong bài học về âm các em biết chẳng qua mức cường độ âm là cái đơn vị đo cái độ to nhỏ của âm, nó có liên quan trực tiếp đến cường độ âm, hay là cách khác là người ta không đo trực tiếp cái cường độ âm mà đo cái cường độ âm thông qua cái mức cường độ âm, tức là cái cách lựa chọn đơn vị khác mà thôi, chứ giữa chúng có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Ta sang câu hỏi tiếp theo, câu số 13. Một thiết bị tạo ra 6.000 sim trong một môi trường theo phương mũi từ ô với tần số f bằng 20 Hz và tốc độ chuyển sóng nằm trong khoảng 0.7 đến 1 Hz/s. Gọi AB là hai điểm cầu khối ở cùng phía đối với ô và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường là A và B luôn dao động ngược pha. B là ngược pha. Hỏi tốc độ chuyển sóng là
bao nhiêu? Đáp án A, V bằng 90 cm trên giây. B, V bằng 80 cm trên giây. C, 85 cm trên giây. Và D là 100 cm trên giây. Ta có nguồn sóng ô được chuyển đến hai điểm A và B trên một đường thẳng. Khoảng cách từ A B là 10 cm. Tại A và B thì dao động đó ngược pha nhau. Ta biết là trên một khu chuyển sóng, hai vị trí ngược pha nhau thì cách nhau một khoảng D bằng số lẻ lần ngược bước sóng, tức là 2K cộng với 1 nhân 5K trừ 2 K và số nghịch. Vậy ở đây ta có khoảng cách AB bằng 10 cm, nên ta thay bằng 0.1m bằng 2K cộng 1 nhân với 5K trừ 2. Như các em cần nhớ, vận tốc sóng thì bằng quãng đường lambda chia cho thời gian đúng bằng một chu kỳ, hay đó cũng bằng lambda nhân với f. Và do vậy lambda được thay bằng v trên f, thay bằng v trên 20. Thay vào công thức này ta sẽ được là 0.1 thì bằng 2K cộng 1 lambda trên 2 bằng 2K cộng 1 nhân với lambda, xin lỗi là nhân với V chia cho 2 rồi chia cho 20, tức là chia cho 40. Nếu vậy ta rút ra được V là bằng 0.1 nhân với 40, tức là 4 chia cho 2K cộng 1. V nên nằm trong khoảng từ 0.7 cho đến 1. K lại là các số nguyên. Nếu thế, ta có 4 chia cho 2K cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0.7 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Giải những các phương trình này, em sẽ được K lớn hơn hoặc bằng. Ở đây, thầy đã bấm sẵn máy tính, được kết quả là K lớn hơn bằng 0.21 và nhỏ hơn hoặc bằng 2.3. K tổng Z khi đó K sẽ chỉ nhận một trong hai giá trị là K bằng 1 hoặc K bằng 2. Bây giờ ta lần lượt thay K bằng 1 và K bằng 2. Nếu K bằng 1 thì khi đó V sẽ bằng 4 chia cho 2 nhân với 1 cộng 1, tức là V có thể bằng 4/3. Nếu K bằng 2 thì V sẽ bằng 4 chia cho 2 nhân với 2 cộng 1, tức là 4/3 là bằng 0.8. Vậy V bằng 4/3 mét trên giây hoặc V bằng 0.8 mét trên giây. Trong các đáp án đã cho thì cái đáp án phù hợp là 80 cm trên giây ứng với 0.8 mét trên giây, nên ta cho đáp án B. Ta sang câu hỏi tiếp theo, câu số 14. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi. Có P không đổi, ta ký hiệu P bằng số công suất. Trong môi trường chuyển âm, xem như đảo ngược. Môi trường đảo ngược. Và không hấp thụ âm.
hai điểm AB cách một âm lần lượt R1 và R2, tức là từ O trên đến A bằng R1 và O trên đến B bằng R2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Cường độ âm ta thường hay ký bằng chữ Y, tức là IA bằng 4 lần Y tại B. Hãy tính tỉ số R1 trên R2. Hỏi là xin lỗi là R2 trên R1 bằng phải chứng A tỉ số này bằng 2, B cho rằng nó bằng 1/2, C là 4 và D là 1/4. Các bạn lưu ý, ta một điểm O nào đó phát ra cái âm có công suất P. Trong môi trường đảo hướng, trong các bài âm em hay gặp cái từ này, đảo hướng có nghĩa là gì? Có nghĩa là âm chuyển về mọi hướng trong không gian đều hoàn toàn như nhau. Thứ hai là nó không hấp thụ. Không hấp thụ để đảm bảo điều gì? Nếu tại điểm O để phát đi của công suất là P thì toàn bộ cái công suất đó được phát ra không gian theo các hướng như nhau và không hề bị tổn thất năng lượng. Có nghĩa là với công suất P tại một điểm này, khi ta chuyển đến một cái vị trí nào đó cách xa nó một khoảng N, thì khi đó cái cường độ âm tại một điểm bất kỳ trên cái hình cầu bán kính R này sẽ đúng bằng công suất P mà chia cho cái diện tích của mặt cầu đúng bằng 4pi R. Như vậy, nếu từ O đến A có bán kính R1 thì cường độ âm tại A sẽ bằng P chia cho 4pi R1. Còn cường độ âm tại B, IB bằng P chia cho 4pi R2. Vì IA bằng 4IB nên ta có IA chia cho IB bằng R2 chia cho R1 hay cũng bằng R2 chia cho R1. Tất cả vì bằng 1. Nếu vậy, R2 chia R1 phải bằng 2. Ta chọn đáp án A, R2 chia R1 bằng 2. Ta sang câu số 15. Một học sinh làm thực hành tạo ra ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng AB cách nhau một đoạn AB bằng 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình UA bằng U tại B và bằng A nhân cos 50πt. T tính bằng giây, tốc độ chuyển sóng của vật chất lỏng là 50 cm/giây. V bằng 50 cm/giây là vận tốc của sóng. Và O là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên mặt chất lỏng thuộc đường trung trực của AB. Trung trực của AB. Và gần O nhất. C
sao cho O và M dao động cùng pha khỏi O mà M A nó bằng 10 cm, B bằng 2 cm, C nó bằng 2 cạnh 2 cm và D nó bằng 2 cạnh 10 cm. Ta có AB cách nhau 8 cm, O là điểm chính giữa, M là điểm nằm trên đường trung trực và AB sao cho nó là điểm gần O nhất mà giao động cùng phương với O. Nếu phương trình giao động tại A là bằng A cos của 50 πd thì phương trình giao động tại O sẽ là tổng hợp giao động từ A chuyển đến O và cộng từ B cộng với từ B chuyển đến O. Ta dễ nhận thấy là khi đó phương trình giao động mà chuyển từ A đến O cũng giống y hệt như phương trình giao động chuyển từ B. Do vậy ta chỉ cần lấy đại diện. Nếu ta ký hiệu phương trình giao động của sóng tại O do A chuyển đến là U, AO sẽ bằng A nhỏ nhân với cos của 50π nhân với T và trừ đi vì thời gian chuyển động của sóng tại O trễ pha hơn so với A một khoảng, xin lỗi, chậm hơn một khoảng thời gian là đúng bằng quãng đường chia cho vận tốc, tức là bằng 9. Vì đoạn OA bằng 9 chia cho vận tốc là 50. Hay ta được bằng A nhân với cos của 50πt trừ đi 9π. Gọi khoảng cách từ A đến M là D. Thì tương tự như vậy ta sẽ được sóng chuyển từ A cho đến M cũng giống như sóng chuyển từ B cho đến M, chúng cùng pha với nhau nên ta chỉ lấy một cái tổng đại diện. Từ A cho đến M ta ký hiệu là UAM bằng A nhân với cos của 50π nhân với T mà trừ đi thời gian sóng đi từ A đến M đúng bằng quãng đường D chia cho vận tốc, là bằng D chia cho 50. Hay U từ A đến M bằng A nhân với cos của 50πt mà trừ đi D nhân với π. Từ A đến O bằng này và từ B cho đến O cũng như vậy. Thế nên nguồn sóng dao động tại O sẽ là U tại O bằng 2A nhân với cos của 50πt trừ đi 9π. Sóng chuyển từ A đến M như thế này, sóng chuyển từ B đến M cũng hoàn toàn như vậy. Nên suy ra tổng hợp của chúng, sóng chuyển từ A và B đến M là ký hiệu là U tại M sẽ bằng 2A nhân với cos của 50πt trừ đi D nhân π. Ta thấy là để cho U tại O và U tại M có cùng pha với nhau thì chúng phải cách nhau số nguyên lần 2π, tức là chúng cách nhau k 2π. Nhưng để cho M là điểm gần O nhất và giao động cùng pha, vậy chúng chỉ được phép cách nhau một lần cái 2π. Hay là cách khác thì U tại M sẽ bằng 2A nhân với cos của 50πt trừ đi 9π và trừ đi 2π. Cái lý do ta lấy trừ đi 9π vì nó giống như cái phần U tại O, vậy trừ thêm đi 2π là bởi vì
Em biết là sóng chuyển từ A đến O thì nhanh hơn chuyển từ A chuyển đến M, nên ở M sẽ chậm pha hơn với O một góc bằng 2pi. Và khi chậm pha hơn một góc 2pi thì ta phải trừ đi 2pi. Và khi cách nhau với một lần 2pi được coi như là dòng chuyển pha. Thế nên từ đây em biết rút ra là trừ đi pi sẽ bằng trừ 9pi trừ đi 2pi. Có nghĩa là dp sẽ bằng 9pi cộng với 2pi hay d bằng 11. Độ dài đoạn AM bằng 11. Độ dài đoạn AO bằng 9. Tam giác AMO vuông tại O. Thì theo định lý Pythagore ta sẽ được MO bình bằng AM bình trừ đi OA bình hay MO bằng căn bậc 2 của 11 bình trừ đi 9 bình. Rút gọn em sẽ được bằng 2 nhân với căn 10 sẽ được nhau. Ta chọn đáp án.